Đây là bộ phim về người có KDA cao nhất lịch sử và hôm nay tôi sẽ phân tích nó. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Phê Phim Hóa, nơi mà chúng tôi phân tích các bộ phim mà chúng tôi nghĩ là hay. Nếu các bạn muốn chúng tôi phân tích những bộ phim nào tiếp theo, hãy comment bên dưới. Dù không ai hỏi nhưng video này sẽ là góc nhìn của tôi về bộ phim này. Ok, bắt đầu đây. Trong video này thì tôi sẽ nói về ba khía cạnh mà tôi thấy tâm đắc nhất là nội dung, hình ảnh và âm thanh, vì tất cả những yếu tố trên trong bộ phim này cháy như quốc tịch của nhân vật chính vậy, mặc dù Do Thái không phải là quốc tịch, hoặc là phải, tôi không biết lắm, tôi không phải chuyên gia lịch sử. Đầu tiên về nội dung thì nhìn chung câu chuyện của Oppenheimer hoàn toàn không có gì quá nổi bật, nó chỉ đơn giản là một chuỗi những sự kiện có thật, nếu bạn muốn thì hoàn toàn có thể Wikipedia. Thế nên là cái thứ mà khiến Oppenheimer thú vị và đạt được sự công nhận từ khán giả lẫn giới chuyên môn là cái lối kể chuyện của Christopher Nolan. Nếu để so sánh thì tôi sẽ so sánh cốt truyện của Oppenheimer với một cái cây, nhưng mà là chaos, tại vì nó rất hỗn loạn. Cái phim này nó không hề được kể theo trình tự thời gian, nó là cả một khoảng hỗn loạn. Những sự kiện trong cuộc đời của nhân vật chính được sắp xếp chồng chéo lên nhau, từ khi bố này còn là sinh viên cho đến khi trở thành kẻ hủy diệt Weibo. Nhưng mà nó không hỗn loạn kiểu Em và Trịnh, mà lại rất có trật tự và đến cuối cùng thì lại hoàn toàn có lý. Ví dụ câu chuyện của Oppenheimer khi còn là một cậu sinh viên được sắp xếp ngay cạnh giai đoạn sau khi bom nguyên tử mới được thả. Dù đã khiến rất nhiều người isekai, nhưng mà nhờ nó cuộc chiến tranh vô nghĩa dài dẳng mới kết thúc và Oppenheimer được coi là anh hùng của câu chuyện, khác hẳn với sinh viên đại học của ngày xưa. Dụng ý của Christopher khi làm vậy thì sẽ là để tạo một sự đối lập giữa hiện tại và quá khứ. Đấy là giáo viên môn ngữ văn của tôi sẽ nói thế. Một sinh viên và một vĩ nhân, khởi đầu nhưng cũng là kết thúc cho một kiếp anh hùng. Cái việc viết lại cuộc đời của nhân vật lịch sử thì chưa bao giờ là dễ, nhưng mà viết lại cuộc đời của người được coi là cha đẻ của bom nguyên tử thì còn khó hơn. Vì sao? Tại vì đa phần học sinh ngày nay không biết cân bằng phương trình và E bằng MC2 thì có ăn được không. Nên là một câu chuyện với một đống lý thuyết khó nhằn mà người bình thường chắc chắn không bao giờ đụng tới thì sẽ kiểu gây chán ấy. Nên là thay vì chọn đi sâu vào lý thuyết và hướng dẫn người xem cách chế tạo bom nguyên tử thì Christopher Nolan tập trung vào chính trị xã hội của Mỹ lúc bấy giờ, thứ mà cũng không dễ hiểu hơn là mấy. Nhưng mà dù sao thì các lý thuyết diễn trình lịch sử phức tạp vẫn được bóc tách và kể tương đối tường minh, khúc chiết. Nhưng mà nếu mà tất cả kiến thức lịch sử của bạn có được hiện tại là từ TikTok thì cái bộ phim này vẫn khó hiểu như bình thường. Hơn nữa, cái cách mà đạo diễn Christopher Nolan xây dựng hình tượng của các nhân vật lịch sử cũng khá ấn tượng. Bên cạnh nhân vật chính như là Oppenheimer hay là những nhân vật nổi tiếng như là Albert Einstein thì tổng thống Mỹ Truman, trưởng Club Anti Xã hội Chủ nghĩa ở Oppenheimer thì chỉ là một nhân vật siêu phụ và xuất hiện đúng một cảnh. Nhưng mà phong thái của ông này vẫn được xây dựng như một kẻ phản diện, hay đúng hơn là một mặt đối lập với tư tưởng của nhân vật chính. Cái cảnh trò chuyện của Oppenheimer với Truman thì là bước đánh dấu sự chuyển biến hoàn toàn về tâm lý của Oppenheimer sau này. Harry Truman là tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ. Ông này đã thực hiện kế hoạch Marshall để tái thiết nền kinh tế Tây Âu và đã sáng lập ra học thuyết Truman để gây nên cuộc chiến tranh lạnh với Nga. Theo những gì tôi tìm hiểu, cái tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hay là NATO cũng là một trong những sản phẩm của cái ông này. Vì là một học giả nên là Oppenheimer chấp nhận công việc chế tạo bom nguyên tử vì nó có thể giúp ông khám phá thêm về khoa học. Nhưng mà đối với Truman thì bom nguyên tử chỉ đơn thuần là một công cụ chiến tranh, không hơn không kém. So với một Oppenheimer chỉ ham mê khoa học như vậy thì Truman chính là kẻ ác. Cái sự đối lập đã tạo nên một khung hình ngăn cách giữa quyền lực và lương tâm. Bên cạnh đó thì câu chuyện trong Oppenheimer cũng được kể hoàn toàn bằng ngôi thứ nhất, nhưng mà không phải là một ngôi thứ nhất mà tận hai ngôi thứ nhất, nghĩa là kể giữa hai người đấy. Bộ phim được kể dưới góc nhìn của chính Oppenheimer về thế giới này, nhưng mà cũng là góc nhìn của Louis Shaw aka Tony Stark về Oppenheimer. Dưới góc nhìn của Tony Stark thì Oppenheimer hiện lên như là một kẻ ngạo mạn, xấu xa, khá giống Tony Stark đấy. Vì hắn mà Albert Einstein không còn để soi vào mắt này, vì hắn mà những nhà khoa học khác bắt đầu không còn nghe theo Louis nữa. Theo trải nghiệm của tôi khi xem phim thì Oppenheimer chưa bao giờ quan tâm đến Louis Shaw có bao nhiêu bộ giáp nano hay là bao giờ chuẩn bị bay vào vũ trụ để giải cứu thế giới. Tất cả những cái gì Oppenheimer biết và quan tâm từ đầu đến cuối phim thì đều gói gọn trong khoa học nguyên tử và khoa học làm tình với cô bồ cũ Jean. Nói đến bồ cũ của Oppenheimer thì đây cũng là một chi tiết khá hay, nhưng mà đồng thời cũng khá nguy hiểm khi mà kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử. Cái việc Christopher Nolan cho một nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ như Oppenheimer ngoại tình, sai lầm này và tâm lý bất ổn thì sẽ khiến cho nhân vật của mình trở nên sống động hơn, nó người hơn, nó đời hơn, nghe như phim Trấn Thành. Thì đây đồng thời là một con dao hai lưỡi. Đúng như cái lời Trấn Thành nhét vào mồm anh danh này, cái gì trên thế giới này thì cũng chỉ là tương đối, lịch sử được viết lại thì nó cũng như thế, trừ khi đấy là hồi ký của chính bản thân người đó viết thì họ do người khác dựng lên đều chỉ đáng tin khoảng tầm 50%. Cũng vì thế mà các bộ phim tiểu sử thì thường hay mắc vào tranh cãi liên quan đến lật sử hoặc là không đúng với kỳ vọng của khán giả về nhân vật đó. Như may là Oppenheimer là phim Mỹ và nhiều người Việt thì cũng chẳng biết Oppenheimer là ai, nên là thôi, người ta cho gì thì mình xem đấy. Một cái điều mà tôi thấy phim này khá hay là cái khía cạnh người của nhân vật chính được đưa vào khéo. Nó chủ yếu đóng vai trò để
phát triển tâm lý của nhân vật Oppenheimer sau này, nên là không hề tạo cảm giác sượng chân hay là vô lý. Ngoài việc Oppie đang yêu Jean sâu đậm nhưng lại bất ngờ quay sai cưới Kitty thì Oppenheimer là một nhân vật thú vị nhưng mà cũng khó hiểu. Và bản thân tôi thì cũng chưa bao giờ từng kỳ vọng về cái ông Cillian Murphy này chuyển sang làm nhà khoa học sẽ lột tả hết được sự thú vị đấy. Nhưng mà nếu Sukuna cũng có thể từng là bạn thân đồng cam cộng khổ với Gojo Satoru thì không có lý do nào Cillian Murphy lại không lột tả được con người khoa học trong vẻ bề ngoài đã in sâu trong tâm trí khán giả là một gangster. Từ cái tạo hình giống hệt Oppenheimer đến cách thể hiện sự thống khổ thông qua đôi mắt này đều nói lên rằng đây chính là cha đẻ của bom nguyên tử. Cillian Murphy đã thực sự làm quá tốt với cái vai diễn này. Tự chung lại, câu chuyện trong Oppenheimer không đơn thuần chỉ là vài lát cắt lịch sử. Nó phơi bày tội ác chiến tranh cho một thế hệ sắp quên năm 1939 có sự kiện gì. Cái phần kịch bản của Oppenheimer thực sự là rất xuất sắc. Nhưng mà thứ đầu tiên người xem đập vào mắt là phần hình ảnh. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Đúng vậy. Nên là bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo là hình ảnh. Và khi tôi nói đến hình ảnh thì nó chính xác là cái cách mà bạn nhìn vào bộ phim đấy ra sao đấy. Trong cái thời đại mà cô Cẩm Lan với thầy Huấn có thể collab để hát Next Level thì không lý do nào một bộ phim điện ảnh được đầu tư hàng triệu đô có thể tệ về mặt hình ảnh được cả. Trừ khi bạn là She-Hulk hoặc là tất cả những phim Marvel gần đây. Từ đầu đến cuối phim của Oppenheimer, hình ảnh đều vô cùng chỉn chu, cảnh quay sắc nét, màu phim hợp lý. Mọi thứ đều đáng với số tiền được bỏ ra. Vậy thì cái thứ cần phân tích ở đây là gì? Đó là các góc máy và cách mà đạo diễn Christopher Nolan sắp xếp từng khung hình. Bắt đầu với góc máy đi. Chúng ta có một bộ phim tên là Oppenheimer với số lượng góc máy kỳ lạ là còn nhiều hơn dân số Ấn Độ. Ví dụ trong các phân cảnh OP đứng trước các nhà khoa học để phát biểu sau khi Mỹ thả thành công hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, máy quay lúc này rung lắc dữ dội. Nhưng mà tôi khá chắc là không phải do cameraman run tay mà là vì đạo diễn Nolan đang cố gắng thể hiện nội tâm của OP. Oppenheimer đang đứng giữa làn danh thiện ác. Một bên là sự vui mừng vì thí nghiệm khoa học để đời đã thành công, còn một bên là sự đau khổ nỗi sợ hãi khi mà thứ thí nghiệm để đời đó vừa đưa 100.000 người thoát khỏi server trái đất. Tuy nhiên cái sự rung lắc thôi thì nó chưa đủ để thể hiện nội tâm của Oppenheimer. Người bình thường overthinking thì Oppenheimer gọi là ố dề thinking luôn. Và công việc của đạo diễn Nolan là cố gắng tái hiện sự ố dề thinking đấy sao cho chân thực và dễ hiểu nhất. Tôi nghĩ đấy là lý do mà ngay mở đầu phim ta có thể thấy những cái chi tiết hình tượng khó hiểu như là những đốm sáng va đập vào nhau hoặc là hình ảnh của một chiếu không gian lượng tử với những hố đen vũ trụ phức tạp. Những thứ mà bạn thường chỉ có thể thấy sau khi chơi đồ thì những thứ bạn thường chỉ có thể thấy ngay sau khi chơi đồ này thì thực ra chính là nội tâm của Oppenheimer. Có lẽ vì ông là một nhà khoa học chuyên về lượng tử nên là Nolan mới dùng những hình ảnh này để khắc họa nội tâm. Bên cạnh đó thì như đã nói ở trên, Oppenheimer được kể bằng ngôi thứ nhất nhưng mà số lượng người kể lại là hai, nên là để phân biệt giữa hai góc nhìn này thì Nolan đã chọn cách là thay đổi màu sắc của phim. Với những phân cảnh quá khứ dưới góc nhìn của Oppenheimer thì sẽ là một phim bình thường, đôi lúc sáng tối không rõ ràng nhưng mà nói chung là nó vẫn sẽ có màu. Còn dưới góc nhìn của Louis Shaw và bối cảnh là phiên điều trần của Quốc hội Mỹ năm 1959 thì sẽ hoàn toàn là một mảng đen trắng. Việc hai góc nhìn này được kể bằng hai tông màu hoàn toàn trái ngược nhau thì sẽ có tác dụng rất lớn trong việc định hướng người xem. Những phân cảnh có màu thì chủ yếu tập trung vào nội tâm và sự đấu tranh, một góc nhìn hoàn toàn chủ quan về Oppenheimer. Mọi người xem thì sẽ nghĩ hiểu là thì ra ông này dù là có chế tạo bom nguyên tử để giết hơn 100.000 người thì ông ấy không tệ như thế. Trong khi câu chuyện từ góc nhìn của Louis thì lại khách quan hơn và nó đúng với những gì mà thế giới vốn nhìn về Oppenheimer thời bấy giờ. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là đạo diễn Christopher Nolan đã tạo ra một phiên bản lịch sử của Oppenheimer. Oppenheimer có thể là một nhà khoa học đại tài nhưng cũng là sự tự hủy diệt cho bản thân và mang đến tai ương cho thế giới. Ngay đầu phim, Oppenheimer đã được ví như là Prometheus, vị thần tạo ra loài người và ăn cắp lửa để đem đến cho nhân loại. Nếu lửa là khởi nguồn khiến cho con người sinh ra tội ác lòng tham thì bom hạt nhân cũng mang đến cho nhân loại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hạt nhân mà nếu chiến tranh thế giới lần thứ 3 thì cái kỷ nguyên này sẽ toang luôn. Ngày xưa đi học thì cô giáo hay dạy là không được bắt nạt bạn bè, nhưng mà các nước lớn chắc là không biết tiếng Việt nên là họ cần một thứ vũ khí quân sự gì đó để giữ vững vị trí của bản thân và đàn áp những nước yếu thế hơn. Theo tôi thì vấn đề ngay từ đầu không nằm ở lửa hay là bom nguyên tử mà vấn đề là con người. Ok, đấy là phần nội dung và hình ảnh. Tiếp theo chúng ta nói về âm thanh đi, thì đây cũng là một phần quan trọng không thể thiếu để tạo nên một siêu phẩm điện ảnh. Mặc dù không có những bài hát của Trịnh Công Sơn, nhưng mà những phần soundtrack trong Oppenheimer vẫn rất ấn tượng, chủ yếu là nhạc giao hưởng, những âm thanh violin để tạo âm sắc hoài cổ. I'm denied. Mang theo đó là hình hài của cả nước Mỹ những năm đầu thế kỷ 20. Cả mở và kết thúc của phim đều là tiếng kéo violin, nhưng về phần cuối thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngoài ra thì tổ âm thanh đã thực sự làm tốt khi mà lồng ghép những giai điệu khá nhẹ nhàng ở phần đầu phim và tăng cường nhịp điệu cho nó ở phần cuối, nhất là trong những cảnh Oppenheimer và những nhà khoa học khác chuẩn bị thử nghiệm bom nguyên tử. Nhạc nhanh như cách mà tim tôi đập khi mà tôi đọc giấy kết quả khám bệnh trĩ. Có
Có lẽ đây là cái sự hân hoan khi mà biết mình sắp được đổi quốc tịch. Bên cạnh cái độ nhanh chậm của âm thanh thì cái sự ngắt quãng của nó cũng mang lại một trải nghiệm khá là da gì. Vẫn là trong phân cảnh thử nghiệm bom nguyên tử của Oppy nhá, thì ngay khi bom bắt đầu, mọi âm thanh tiếng ồn đều được tắt. Khoảng lặng đấy thì còn im hơn cả phản ứng của Crash khi mà nghe dốc của tôi. Nhưng mà chỉ chưa đầy 30 giây sau thì âm thanh sẽ trở lại và mang theo đó là một cơn đau tim. Tôi cũng không quá chắc dụng ý của đạo diễn là gì khi mà tạo ra những khoảng ngắt như vậy. Đó có lẽ là một sự cảnh tỉnh cho những người đang buồn ngủ trong rạp. Nhưng mà dù sao thì nó cũng rất hay. Tổng kết lại thì Oppenheimer là một bộ phim với phần kịch bản được viết rất tốt, phần hình ảnh chỉn chu và phần âm thanh sống động. Và tất nhiên, một bộ phim dù hay đến đâu thì cũng không phải là hoàn hảo. Và đặc biệt là với một bộ phim tiểu sử không thể thay đổi tình tiết lớn như Oppenheimer, nên là nếu ta chỉ xem bằng con mắt soi xét thì sẽ rất khó để tìm ra được cái hay của nó. Nói đi nói lại thì Oppenheimer vẫn là một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời. Minh chứng cho những điều này thì không xa ngoài những thành tựu mà nó đạt được. Đạo diễn Christopher Nolan đã thực sự thành công khi mà biến một bộ phim nghệ thuật thành một bộ phim bom tấn theo đúng nghĩa đen. Đó là những gì mà đội ngũ chúng tôi thấy về bộ phim này. Các bạn thấy sao về Oppenheimer và các bạn muốn chúng tôi làm về những bộ phim gì khác thì hãy comment bên dưới. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.